Vâng, em xin chào các bác nhé. Xin chào các bác đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Bonsai Yên Phú. Thì các bác, hôm nay thì mấy hôm nay trời nó mưa quá đấy. Em đang tác nghiệp này nhưng mà các bác thấy nó đang mưa cũng rất là mau. Nhưng mà em đợi từ sáng giờ vẫn mưa. Em ra em quay luôn để cho các bác thưởng thức những cái tác phẩm ở trong nhà vườn này. Ở đây rất là nhiều tác phẩm, đa số là những tác phẩm xanh và si các bác nhé. Thì ở video này em quay cho các bác xem mấy cái phôi si đỏ, phôi hoàn thiện và cây hoàn thiện và những cái phôi mới về các bác nhé. Đây các bác, đây một tác phẩm đã hoàn thiện các bác nhé. Đấy, tác phẩm này nó cao khoảng tầm 55 đến 60, tán của nó rơi vào tầm 70. Đây các bạn, cái tác phẩm này thì cũng tương đối là già, cây nó rất là già. Con si đỏ này nó rất là đẹp các bạn. Em quay xa các bác nhìn tổng thể này. Cây nhìn quá là phê luôn đúng không các bác? Ngắm cây dưới trời mưa thì không còn gì bằng nữa rồi. Các bác xem cái thân của nó này. Một tác phẩm si búp đỏ rất là già. Đây là có quả đấy các bạn nhé, có quả này. Quay từ trên xuống cho các bác xem nhé. Cái này nó hơi vướng, em không đứng trong nên em quay nó hơi khó nhìn một chút. Con si này thì nó khá là đẹp, nó rất là già đấy các anh nhé. Con này thì quá là ưng rồi, các bác xem ưng các bác cứ alo trực tiếp số điện thoại nhé. Đó. Còn tiếp theo một cái tác phẩm cũng mini và cũng rất là già, rất là đẹp. Đây là xí búp đỏ. Đấy, cũng là xí búp đỏ, lá đỏ. Quay dưới mưa là cây nhìn nó rất là đẹp. Cây này rất là già rồi các bác nhé. Cây này nó cũng cao, từ bẹ lên nó chỉ rơi vào tầm 35. Mặt trong của nó này, em quay mặt trong cho các bác xem nhé. Rất nghệ thuật. Bên này răm cành thì đầy đủ hết rồi, đang làm bên kia phía bên phải kia các bạn. Con này da của nó đẹp các bạn nhỉ. Quá là đẹp luôn. Đấy, đây là những cái phôi mới về đang dọn. Đấy. Em giới thiệu các bác cái phôi đẹp đẹp mới về các bác nhé. Đấy. Cái phôi này nó cũng khá đẹp các bác, cũng cắt giật được một chút rồi, một hai cút rồi. Con này nó cao khoảng tầm 1m2 các bác nhé. Cốt của nó cũng rất là đẹp. Đây, em sẽ quay cho các bác cái con si, nói chung là nó cũng tương đối hoàn thiện rồi. Rồi,
Rồi. Nghịch. Đấy các bạn nha. Đây là con si búp đỏ các bạn. Con này tương đối là hoàn thiện rồi. Đấy. Cái bộ rễ, cái bộ khung của nó rất là nghệ thuật các bạn. Cây này cũng già cây lắm rồi các bạn. Đấy. Mốc hết rồi, mốc trắng hết thân rồi. Tác phẩm này thì nó cao khoảng tầm khoảng 50 các bác nhé, cao 50, tán thì rơi vào tầm 60. Một tác phẩm rất là độc đáo. Cái này mấy mặt đều như nhau các bác nhé, rất là đẹp, tác phẩm rất là đẹp. Đây là tác phẩm si búp đỏ các bác nhé. Cây này đấy, cao khoảng tầm cũng 1 mét. Mấy con chó đó, kia nó hơi đang sủa các bác thông cảm nhé. Em xin phép kia bên trong còn một tác phẩm si đây kìa. Em xin phép em quay sang cái khác nha các bác nhé. Đây là chó nó kêu và mầm. Đây một cái cây si búp sen này các bác. Con này cao tầm 80 các bác nhé. Cái bộ của bẻ của nó rất là quái, cũng rất là đẹp. Đa số là toàn phôi mới về mới làm các bác nhé. Dâm mũ dạo mới lên. Mấy cái tác phẩm bé bé này nó hoàn thiện thôi. Rất nhiều phôi rất nhiều phôi mới về. Bộ này nó bộ rễ rất là khỏe các bạn. Vâng các bạn nhé, thì vừa rồi mình có quay một cái số cây si đã hoàn thiện ấy. Loại mini và tầm nhỏ nhỏ ấy. Và một cái số phôi si mới về ấy, thì các bạn mà ưng cái phôi nào, cây nào thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp cái số điện thoại trên màn hình nhé. Còn mình xin kết thúc video tại đây nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.